Diễn biến mới nhất vụ hai người mẹ trình báo con bị mất tích khi gửi tại mái ấm. Khởi tố 11 thanh thiếu niên mang hung khí hỗn chiến trong đêm. Manh mối giúp công an bắt kẻ dùng dao uy hiếp người bán hàng rong ở Đà Nẵng. Xác minh clip taxi đi ngược chiều thi gan với ô tô khác trên phố Hà Nội. Vì sao bị cáo Hồng bị đề nghị mức án cao nhất trong vụ cháy quán karaoke An Phú, 32 người tử vong? Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh youtube của Báo Giao thông. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 10, Ủy ban nhân dân quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã có báo cáo nhanh về thông tin hai người mẹ trình báo không gặp được con sau khi gửi ở mái ấm tình thương Quan Âm, theo báo cáo, lúc 17 giờ ngày 24 tháng 10, Công an phường Hiệp Thành nhận được tin báo của bà HGA sinh năm 1991, ngụ quận 1, và bà DTMT sinh năm 1993, quê Tây Ninh, trình báo về việc máy ấm tình thương quan âm, không cho thăm con, hai bé chưa có giấy khai sinh, chưa đặt tên. Theo tường trình của bà A và bà T tháng 2 năm 2024, hai người phụ nữ này mang thai nhưng hoàn cảnh khó khăn, nên đã chủ động liên hệ với ông HVG, người đại diện pháp luật của máy ấm tình thương quan âm, để xin được giúp đỡ và được ông tiếp nhận hỗ trợ chăm sóc. Sau khi cả hai sinh con, do không có khả năng nuôi dưỡng nên đã có đơn cam kết gửi con cho máy ấm tình thương quan âm chăm sóc. Đơn của bà A ngày 13 tháng 3 năm 2024 và đơn của bà T ngày 6 tháng 4 năm 2024, hàng tháng hai phụ nữ trên đều đến mái ấm Tình Thương thăm con. Thế nhưng từ tháng 9 năm 2024 đến nay, họ không được ông G cho gặp con. Chiều 24 tháng 10 cả hai tiếp tục đến mái ấm để xin gặp con, nhưng ông G cho biết đã chuyển hai bé đến cơ sở khác và hẹn ngày 28 tháng 10 năm 2024 sẽ giải quyết cho gặp con vì ông đang làm lễ cúng tại quận Gò Vấp. Nghi ngờ con bị mất tích nên cả hai đã đến công an phường Hiệp Thành trình báo. Tiếp nhận tin báo, Ủy ban Nhân dân quận 12 đã chỉ đạo công an quận khẩn trương xác minh làm rõ. Qua làm việc, bà TTL, nhân viên quản lý cho biết cơ sở chỉ cho phép chăm sóc nuôi dưỡng tối đa 33 trẻ em, nên đã đưa hai bé trên về chùa Thanh Nghiêm, phường Minh Thành, thị xã Chân Thành, tỉnh Bình Phước, từ tháng 8 năm 2024. Vào khuya ngày 24 tháng 10, cơ sở đã đưa hai trẻ về lại mái ấm tình thương để người thân thăm gặp. Tối 25 tháng 10, các cơ quan chức năng đã liên lạc làm thủ tục bàn giao hai trẻ cho bà A và bà T để chăm sóc. Trước khi xảy ra vụ việc máy ấm tình thương quan âm đã được Ủy ban Nhân dân quận 12, Sở Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra, ghi nhận số lượng 33 trên 33 trẻ, không có mặt hai trẻ kể trên. Đoàn kiểm tra của quận và thành phố đề nghị khắc phục những mặt còn hạn chế như tiếp tục hoàn thiện hồ sơ lao động, hồ sơ quản lý trẻ, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện các cơ quan chức năng của quận Công an quận 12 đang tiếp tục xác minh kiểm tra làm rõ vụ việc. Ngày 26 tháng 10, Công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa khởi tố 11 bị can để điều tra xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, chỉ vì mâu thuẫn bộc phát, hàng chục thanh thiếu niên đã tụ tập chuẩn bị hung khí đi ẩu đả trong đêm, khiến nhiều người bị thương. Trước đó, tối 17 tháng 8, một nhóm thanh thiếu niên trú thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam chạy xe máy nẹt bô lạng lách trên các tuyến phố lớn của quận Hải Châu và Thanh Khê. Cùng lúc này, nhóm của Lê Phú Phờ, sinh năm 2008 trú quận Hải Châu, chạy xe máy đến cầu Trần Thị Lý thì bị một nhóm thanh thiếu niên rượt đuổi dọa tấn công nên bỏ chạy. Sự việc sau đó được nhóm của Phờ thông báo đến hai nhóm thanh thiếu niên khác có quen biết từ trước nhờ giúp sức đi trả thù. Đến rạng sáng 18 tháng 8, nhóm của Phờ tụ tập tại khu vực đường 2 tháng 9, rồi mang theo hung khí, chạy xe máy trên các tuyến phố để tìm đối thủ thì gặp một nhóm thanh thiếu niên khác cũng mang theo hồn khí chạy xe máy lạng lách la hét trên đường. Nghĩ đây là nhóm trước đó đã gây sự truy đuổi, dọa tấn công mình nên nhóm của vợ đồng loạt tăng ga đuổi theo, ép xe máy của nhóm này vào lề đường khiến một số thanh thiếu niên ngã bị thương. Sau khi gây ra vụ việc nhóm vợ rời khỏi hiện trường bỏ mặt những người bị thương. Và cuộc điều tra, công an quận Hải Châu ra quyết định khởi tố 11 đối tượng đồng thời bắt giam Lê Phú Phờ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Chiều 24 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, Tống Đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố 20 bị can, trong đó bắt tạm giam 15 người để tiếp tục điều tra xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng. Sau 5 ngày tích cực điều tra, mới đây Công an huyện Hòa Vang phối hợp với Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã truy xét và bắt giữ thành công đối tượng dùng dao khống chế cướp tài sản người phụ nữ bán hàng rong trên địa bàn. Lúc 14 giờ 20 phút ngày 19 tháng 10, chị Lê Thị S, 42 tuổi, tạm trú tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, điều khiển xe máy chở theo trái cây để bán. Khi đến đoạn đường thuộc địa bàn xã Hòa Sơn, thì có một nam thanh niên đi theo và hỏi mua trái cây. Trong lúc chị S đang lấy bao để đựng thì nam thanh niên bất ngờ dùng tay khống chế, đồng thời kề dao và yêu cầu chị đưa túi sách đang mang theo người. Lo sợ, chị S buộc đưa túi sách bên trong có hơn 2 triệu đồng và một điện thoại di động cho đối tượng. Sau khi lấy được tài sản thì đối tượng nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường. Nhận tin báo các lực lượng công an vào cuộc và xác định quá trình tẩu thoát, đối tượng liên tục đi vào các đường nhỏ và thay đổi trang phục để trốn tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, sau gần 5 ngày lần tìm từng manh mối nhỏ nhất đến ngày 25 tháng 10, lực lượng công an đã xác định được nghi phạm gây ra vụ cướp manh động trên là Trịnh Hoàng Lân, 19 tuổi, trú Phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, nên đã triệu tập làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Lân thừa nhận hành vi cướp tài sản của chị Lê Thị S. Đối tượng Trịnh Hoàng Lân đã có một tiền án về tội gây rối trật tự công cộng và một tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Vừa qua dư luận không khỏi bức xúc trước đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe taxi công nghệ đi ngược chiều trên đường giảng võ Đống Đa Hà Nội, rồi thi gian với một tài xế ô tô đi đúng chiều. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã khẩn trương tiến hành vào cuộc xác minh. Ngày 26 tháng 10, đại diện đội cảnh sát giao thông đường bộ số 3, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, đơn vị này đang xác minh clip một chiếc taxi công nghệ đi ngược chiều trên đường giảng võ. Theo vị đại diện, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra phạt nguội, đồng thời mời tài xế xe, xe taxi này tới trụ sở làm việc. Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện clip về một chiếc xe taxi mang biển kiểm soát 29G000XX đi ngược chiều trên đường giảng võ. Khi xe này đi tới đoạn đối diện nhà chờ BRT giảng võ thì bị chiếc ô tô biển kiểm soát 30K653XX đi đúng chiều chặn lại. Khi tài xế ô tô 30K653XX dừng xe yêu cầu tài xế xe taxi đi đúng chiều đường. Nam tài xế taxi vẫn cố thủ trong xe và thi gan không chịu nhường đường. Nhiều người dân xung quanh cũng lên tiếng bất bình trước hành vi coi thường luật giao thông của tài xế taxi. Được biết theo quy định hiện hành, với hành vi ô tô đi ngược chiều sẽ bị xử phạt 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng. Liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người tử vong, Viện Kiểm sát cho rằng hậu quả của sự việc rất nghiêm trọng. Các bị cáo cần có mức án tương xứng để răng đe và phòng ngừa. Chiều 25 tháng 10, phiên tòa xét xử vụ cháy quán karaoke An Phú, phường Ao Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương khiến 32 người tử vong bước vào phần tranh tụng. Luật sư bào chữa cho các bị cáo Lê Anh Xuân, chủ quán karaoke An Phú, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, cựu cán bộ phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Phạm Thị Hồng, cựu phó đội trưởng thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh và bị cáo Nguyễn Văn Võ cựu cán bộ của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An đã tranh luận với vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân. Tại tòa, luật sư đề nghị hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ án cho các bị cáo. Sau khi kết thúc phần tranh luận, vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo mức án từ 5 đến 6 năm tù đối với bị cáo Lê Anh Xuân, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng đều là cựu cán bộ phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo viện kiểm sát nhân dân bị cáo xuân với vai trò là chủ cơ sở đã chủ quan khi không thực hiện việc kiểm tra bảo dưỡng hệ thống phòng cháy chữa cháy định kỳ chính sự chủ quan này đã dẫn đến tình trạng hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động không hoạt động khi xảy ra sự cố khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng các bị cáo Sơn, Hùng với tư cách là những người có trách nhiệm trong công tác kiểm tra, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, đã thiếu trách nhiệm buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho quán karaoke An Phú hoạt động khi chưa đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy. Bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An, bị đề nghị mức án 3-4 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đặc biệt, việc bị cáo võ không thực hiện đúng nghĩa vụ kiểm tra đã góp phần trực tiếp dẫn đến vụ cháy. Bị cáo Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh, bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù. Đối với hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, bị cáo Luân dù biết rõ hành vi của mình là sai trái nhưng vẫn đồng lõa để thực hiện việc ký khống biên bản nghiệm thu. Riêng đối với Phạm Thị Hồng, cựu phó đội trưởng thuộc Phòng Cảnh sát, Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, bị đề nghị mức án 7-8 năm tù. Theo cơ quan công tố, vì lợi ích cá nhân, bị cáo hồng đã lợi dụng mối quan hệ để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, như thuê người không đủ năng lực, thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy cho quán, lọc khống hồ sơ. Viện Kiểm sát nhấn mạnh, hậu quả nghiêm trọng của vụ cháy gây ra sự tử vong cho 32 người là nỗi đau sâu sắc cho các gia đình nạn nhân. Do đó, Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án tương xứng để răng đe và phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy. Trong phần nói lời sau cùng, các bị cáo đều bày tỏ sự hối hận và xin lỗi gia đình các nạn nhân. Bị cáo Xuân thậm chí liên tục quay mặt về phía gia đình nạn nhân để gửi lời xin lỗi, thái độ thành khẩn. Riêng bị cáo Hồng vẫn khẳng định mình không phạm tội. Tối cùng ngày, hội đồng xét xử tuyên bố nghỉ nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 30 tháng 10. Trước diễn biến phức tạp của bão số 6 Trà My, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi vừa ký công văn hỏa tốc chỉ đạo về khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó. Theo nội dung văn bản, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đề nghị tạm hoãn tất cả các cuộc họp chưa thực sự cần thiết để tập trung vào công tác phòng chống khắc phục bão mưa lũ từ 7 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2024. Về đảm bảo an toàn tàu thuyền lòng bè, các đơn vị chức năng tỉnh Quảng Ngãi thực hiện cấm tất cả các phương tiện tàu thuyền ra biển hoạt động từ 10 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2024 cho đến khi có thông báo chính thức về thời tiết ổn định từ Đài khí tượng Thủy Văn Quảng Ngãi. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 6, thông báo hướng dẫn kịp thời cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động các biện pháp phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không di chuyển vào vùng nguy hiểm của bão, hoàn thành việc kêu gọi tàu thuyền trước 10 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2024 thông báo hướng dẫn và yêu cầu các chủ lòng bè đang nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, khẩn trương di chuyển vào nơi neo đậu an toàn. Tổ chức neo đậu tàu, thuyền, lòng bè đảm bảo an toàn tại nơi neo trú, chủ động đưa tàu nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền, lòng bè khi có sóng, gió lớn. Trong đó đặc biệt lưu ý, việc tàu vận tải biển, tàu cá, ngư dân neo đậu khu vực cửa Sa Cần, vùng biển Dung Quốc, Sa Kỳ, tỉnh Hòa, Hoàn thành việc neo đậu, sắp xếp tàu thuyền lòng bè tại khu neo trú trước 17 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2024. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổng hợp báo cáo kết quả tình hình kêu gọi neo đậu, tránh trú bão tàu thuyền phương tiện trên biển báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 18 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2024 hoàn thành việc di dời sơ tán dân trước 7 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2024, huyện Lý Sơn hoàn thành trước 22 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2024, triển khai các biện pháp hạn chế người phương tiện hoạt động trên đường trong thời gian bão gây gió mạnh trên địa bàn. Tổ chức kiểm soát điều tiết, hạn chế phương tiện đi vào vùng dự kiến bão ảnh hưởng. Văn bản cũng nêu rõ, người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó bão, mưa lũ trên địa bàn, và tiếp tục tập trung chỉ đạo khắc phục thiệt hại sau bão mưa lũ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và pháp luật nếu thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra chỉ đạo để xảy ra thiệt hại về người và tài sản. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão số 6 bão Trà My ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa, khoảng 230 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, 103 đến 117 km trên giờ giật cấp 14. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20 km trên giờ. Do tác động của bão số 6, khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 đến 8, vùng gần tâm bão cấp 9 đến 10 giật cấp 12. Ở khu vực đảo Lý Sơn đã có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 đến 8. Ở khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, vùng biển phía Bắc của khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh. Ngày 25 tháng 10, tại Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ, Liên hoan Cải lương Toàn quốc 2024 đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện nghệ thuật lớn của nền cải lương Việt Nam, thu hút sự tham gia của gần 1.500 nghệ sĩ diễn viên từ 29 đơn vị nghệ thuật trên cả nước. Liên hoan Cải lương Toàn quốc 2024 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật Biểu diễn chủ trì phối hợp cùng Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch thành phố Cần Thơ, Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ và các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức. Liên hoan Cải lương Toàn quốc không chỉ là dịp để tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ, diễn viên giao lưu học hỏi và tiếp tục gìn giữ phát triển nghệ thuật Cải lương trong thời đại. Đồng thời, qua các tác phẩm dự thi, khán giả sẽ có cơ hội thưởng thức những câu chuyện đầy ý nghĩa cảm xúc, đậm chất văn hóa truyền thống kết hợp với hơi thở hiện đại, đem lại trải nghiệm nghệ thuật sâu sắc và đáng nhớ. Phát biểu tại lễ khai mạc, thứ trưởng Hồ An Phong nhấn mạnh, Liên hoan cải lương toàn quốc là một hoạt động nhiều ý nghĩa được tổ chức 3 năm một lần, nhằm tôn vinh các giá trị của nghệ thuật cải lương, tôn vinh các đơn vị cá nhân nghệ sĩ, diễn viên có những đóng góp tích cực đối với sự phát triển của sân khấu cải lương chuyên nghiệp. Thứ trưởng cho rằng đây cũng là cơ hội để các đơn vị nghệ thuật cải lương, các nghệ sĩ, diễn viên giao lưu học hỏi lẫn nhau và phát hiện những tiềm tòi mới trong lao động sáng tạo nghệ thuật. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm về công tác quản lý đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị nghệ thuật tìm ra các giải pháp và phương thức hoạt động phù hợp với tình hình để có thêm nhiều tác phẩm vở diễn đạt chất lượng nghệ thuật cao, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của nhân dân trong thời kỳ mới. Liên hoan cải lương toàn quốc 2024 diễn ra từ ngày 25 tháng 10 đến ngày 15 tháng 11 sẽ mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc từ hào hùng bi tráng đến nhẹ nhàng sâu lắng. Đây cũng là dịp để tôn vinh những đóng góp của các nghệ sĩ cải lương cho nền nghệ thuật nước nhà, đồng thời khẳng định vị trí và giá trị của loại hình nghệ thuật này trong đời sống văn hóa hiện đại. Liên hoan lần này được tổ chức với mục tiêu khơi dậy niềm đam mê và tinh thần sáng tạo của các nghệ sĩ cải lương, đồng thời mang đến cho công chúng những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc đầy cảm xúc. Qua đó, sự kiện còn là dịp để đánh giá ghi nhận những nỗ lực trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống của các đoàn cải lương trên cả nước. Liên hoan Cải Lương Toàn quốc 2024 thu hút sự tham gia của gần 1.500 nghệ sĩ, diễn viên, đến từ 29 đơn vị nghệ thuật trên cả nước, với 33 vở diễn đặc sắc. Liên hoan lần này hứa hẹn sẽ mang đến những tác phẩm đa dạng về nội dung và phong cách biểu diễn, góp phần làm nổi bật nét đẹp truyền thống và sự phát triển của nghệ thuật cải lương. Phát biểu chào mừng Liên hoan, Phó Chủ tịch Nguyễn Thực Hiện cho hay, cùng với cả nước, Cần Thơ Vinh Dự là một trong cái nôi của nghệ thuật đơn ca tài tử và sân khấu cải lương, là quê hương của nhiều soạn giả, nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Phó Chủ tịch tin tưởng rằng Liên hoan cải lương toàn quốc 2024 sẽ tiếp tục để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng các nghệ sĩ, diễn viên, các đoàn nói riêng và những người yêu nghệ thuật cải lương trên cả nước nói chung. Trong suốt thời gian diễn ra liên hoan, thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt công tác đảm bảo các điều kiện cần thiết và chu đáo để quý đại biểu và các đơn vị tham gia liên hoan có những ngày lưu trú tại thành phố Cần Thơ thật trọn vẹn ngay sau lễ khai mạc liên hoan cải lương toàn quốc năm 2024, các đơn vị tham gia liên hoan đã trình bày các vở diễn dự thi. Mở đầu là phần diễn thi của đơn vị chủ nhà, nhà hát Tây Đô với tác phẩm Chất Ngọc Cầm Thi Giang. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.